khi nào chúng tôi cũng sẵn lòng mở rộng cửa để đón bà con cô bác bị chứng đau mỏi khớp gối, đứng lên ngồi xuống khó khăn. Chúng ta sẽ được học cái cách làm sao tự cải thiện cái chứng bệnh của mình. Kỹ thuật tự làm thầy chữa cái chứng đau khớp gối cho mình. Và mọi người thấy cái phương pháp mình làm có được không? Hoàn toàn được ha, đơn giản đúng không ạ? Đơn giản, đúng rồi. Bây giờ vấn đề đơn giản nhưng mà kết quả ra làm sao? Bây giờ các anh chị bệnh nhân bắt đầu lần lượt mình đứng lên xem sao ạ. Rồi, và mình xem cái cảm cái ô trời. Có thể cảm tưởng. Rồi, mời anh. Sao rồi? Thấy sao? Lúc mở tay thì mình ngồi xuống đây thì nó bị cắn ở đây thì đau như thế này. Xong thì đau dạ, ngồi xuống luôn. Bây giờ thì khỏe rồi. Và cái hay là cái chỗ là như thế này. Cái hay là mình không có phụ thuộc vào ai hết. Mình tự làm cho mình. Mà nó lại rất là dễ. Không có tốn một đồng bạc cắt nào, không có dùng thuốc mà không có tốn thời gian. Đi đến đâu là ngả bà đèn ra đến đó. Đúng không? Có cái gì đau tay không thôi mà. Đúng không ạ? Với một cái trái banh nhỏ và mềm là chúng ta có thể làm được. Mọi người nhớ là cái trái banh chuyên dụng nó mềm mại như vậy nhé. Chúng ta đừng có lấy trái banh tennis hay là lấy cái trái banh mà trái cầu bóng bàn đấy thì nó cứng, nó gây vỡ mạch máu. Ok chưa? Cái trái banh này là ngon rồi. Rồi, cảm ơn anh, chúc mừng. Mà đau nhiều lắm rồi nhé. Sao cảm xúc thấy sao, có vui không? Cảm thấy rất là vui. Hôm qua đi chỗ lúc mà ngồi bán già ở đây thì nó giật chữ ngồi không nổi. Mọi người thấy chưa? Cái chương trình của thầy Dương Quang Châu á là muốn là biến tất cả chúng ta trở thành thầy chữa giúp cho chính mình và cho người thân. Do đó mà chúng ta sẽ cảm thấy sau khi mà ra khỏi đây cuộc đời nở hoa, tự tin hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ thì đang xin giả lời cảm ơn nhất là thầy là cô Liên. Dạ Yến ạ. Cô Yến. Dạ cảm ơn mấy anh chị học viên. Dạ. Rồi, bây giờ là vui rồi. Mời anh. Tôi thì không có đau nhiều lắm. Nhưng mà trước khi vào đây thì có hơi khó khăn một tí. Nhưng mà sau khi qua cái liệu pháp này rồi thì tôi cảm thấy nó thoải mái hơn. Thoải mái bây giờ em. Hành động luôn. Tôi có thấy. Đau, nhanh, sao? Cái chuyện này của tôi thì rất là đơn giản. Ngoài ra thì bây giờ cái chuyện đứng lên ngồi xuống với gì đó mà thì bây giờ cũng có thể làm được rồi. Còn hơi nhói một tí. Đúng rồi. Nhưng mà cái cảm giác thì nó thoải mái hơn lúc đầu rất nhiều. Và mình về mình sẽ tiếp tục làm nữa. Vì cái bế tắc này của mình không phải ngày một ngày hai, nó đã ứ động, nó dồn tích vào lâu năm lắm rồi và bây giờ nó mới phát. Do đó mà mình về mình thực hiện tiếp kỹ thuật anh nhé. Vâng, chúc mừng anh. Anh bạn, tôi xin cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô Liên ngày hôm nay. Dạ, bây giờ có tên mới rồi. Yến. Cô Yến, hả Yến? Yến. Vâng, cô Yến. Mà nghe anh này nói cô Liên là cô Liên. Rồi, bây giờ chị... Có nhớ là chị này rất đau không? Đau lâu rồi. Đau rất lâu rồi. Lần đỡ hơn như thế này đã đỡ lắm rồi mà làm nhiều nữa thì sẽ rất là tốt. Ok.
Vâng, rồi. Xin mừng chị. Xin cảm ơn chị, xin cảm ơn rồi ạ, mời rồi người đẹp Vũng Tàu, chị từ Vũng Tàu lên phải không? À, Vũng Tàu lên. À, cô hồi sáng cô tới là cô còn đau lắm, cô làm cái này khó lắm. Giờ cô làm được chắc có thể chạy được nữa rồi. Ồ, chạy có thể không? Chạy. Em lao động mà. Dạ. Thôi ghê, cô cũng cảm ơn. Dạ. Con với lại thêm mấy anh em. Dạ. Vâng. Chúc mừng ạ. Rồi. Rồi, còn cái em này là bị viêm này. Viêm lâu rồi, bị ứ dịch nữa. Bây giờ cái so với lúc trước sao? Em thì bị lâu thì bị nặng cho nên em làm xong thì em thấy nhẹ. Nhẹ ha. Nhưng mà cái trường hợp của em là đã có ổ viêm và đã có ứ dịch rồi. Do đó mà chúng ta phải kết hợp với lại trường đá nữa. Tức là mọi người sẽ về muốn mà chúng ta khỏi cái khớp gối thì chúng ta phải yên trì trường đá nóng vùng gan. Bởi vì sao? Bởi vì là vừa rồi là chúng ta tác động để làm giãn cái mao mạch ngoại vi, tức là mới khơi khơi ở trực tiếp với đầu gối thôi. Nhưng những cái bế tắc sâu hơn nữa thì chúng ta cần phải thực hiện, đó chính là việc trường gan. Khi trường gan thì sẽ đả thông bế tắc ở chỗ sâu hơn và nó sẽ ức chế được cái viêm cho em, nó sẽ cải thiện được cái tổ chức nhé. Nên là phải trường gan nhiều. Và chúng ta biết là trường gan là một cái kỹ thuật mới xuất hiện từ ngày 1 tháng 9 năm 2014, theo cái gọi là sáng kiến của thầy Dương Quang Châu. Mới qua trường 2 năm thôi, nhưng mà khi mà phương pháp trường gan ra đời thì nó đã giúp được rất nhiều người. Và bây giờ chúng ta về, chúng ta cũng sẽ theo bước những người đó. Rồi, bây giờ em cứ thử đứng lên ngồi xuống em được không? Nhẹ thì nhẹ, nhưng mà mình phải có cái thực tế đỡ hơn rồi. Tất nhiên, phải về làm nhiều nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái ổ ứ dịch nó vẫn còn. Mình đâu có phải là mình có thuốc tiên hay là phép màu gì để mà ngay lập tức là mình làm giải quyết cái ổ đó. Mà mình chỉ đang làm dần dần mỗi ngày cải thiện một chút nhé. Rồi, chúc mừng em. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia chương trình của mình. Và cứ sáng thứ hai hàng tuần tại Viện Bấm huyệt Tập trí Liên Tâm, trụ sở Việt Nam, 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Khi nào chúng tôi cũng sẵn lòng mở rộng cửa để đón bà con cô bác bị chứng đau mỏi khớp gối, đứng lên ngồi xuống khó khăn. Chúng ta sẽ được học cái cách làm sao tự cải thiện cái chứng bệnh của mình. Làm sao mà chúng ta tự tin, chúng ta tự làm cái chuyện này mà không cần phải phụ thuộc vào người khác. Ví dụ như là gia đình chúng ta, bà, con, cái, chồng hoặc là vợ bận rộn, chúng ta lại đau mà chúng ta cứ phải chờ đợi, chúng ta mệt lắm. Mệt lắm mà thậm chí còn tủi thân, rồi sinh ra lại trách móc nữa. Còn bây giờ chúng ta tự lo, chúng ta cảm thấy ô, yêu đời. Nha, và xin kính chúc mọi người. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên Tâm.